Xin chào anh em, bên shop mình đang có ít Oppo K3 giảm giá sập sàn chỉ còn 3.890.000 đồng mà thôi. Đây có thể nói là phiên bản giá rẻ của Oppo Reno nha. Và hiện tại thì số lượng đang còn rất hạn chế tại website điện thoại siêu rẻ.com. Hàng của điện thoại siêu rẻ.com thì cam kết với anh em là hàng chính hãng nha. Máy thì không còn siêu nhưng mà cam kết là máy mới và chưa có qua sử dụng. Hiện tại thì điện thoại siêu rẻ.com chỉ có tại khu vực Gò Vấp thôi anh em nha. Bên shop mình thì không có ship hàng nên anh em muốn mua hàng từ xa thì có thể nhờ người thân ở Sài Gòn mua giúp. Và bên mình thì còn khoảng chục cây mà có đủ cả hai màu đen và trắng. Phiên bản này thì có RAM là 6GB và bộ nhớ trong là 64GB nha. Sẽ đáp ứng được hầu hết các cái nhu cầu của anh em. Cấu hình chi tiết thì mình sẽ để link ở phía dưới của phần miêu tả. Bây giờ thì cùng mình mở hộp nha anh em. Máy thì dùng Snapdragon 710 nha và GPU là Adreno 616. Con chip này thì sẽ giúp K3, theo mình nghĩ là cân được tất cả các cái tựa game ở trên CF Play. Cách đóng hộp của K3 thì nhìn cũng rất là đẹp, rất là giống Oppo Reno. Ở đây thì chúng ta sẽ có hướng dẫn sử dụng và thẻ bảo hành. Máy thì bảo hành điện tử nên anh em chỉ cần mang tới trung tâm bảo hành là sẽ được bảo hành nha, không cần mang giấy tờ gì hết đâu. Một số cái giấy tờ bảo hành đấy. Đây là máy màu trắng nha. Máy thì nhìn rất là đẹp. Toàn bộ khung vỏ thì được làm bằng plastic nha, cho độ bền và chống chảy cao hơn nhựa thông thường. Tuy nhiên đây là lý thuyết thôi, còn trên thực tế thì mình thấy là nếu mà không dùng ốp thì máy nó cũng sẽ khá là dễ chảy. Tuy nhiên cái màu trắng khi mà chảy nó sẽ khó nhìn hơn là màu đen nha anh em. Màu đen thì mình còn 1-2 cây nữa thôi ạ. Ốp lưng này thì là nhựa cứng và bóng, nhưng mà khung viền xung quanh bằng silicon rất là mềm thì nó sẽ giúp cho cái máy nó chống sốc tốt hơn. Tuy nhiên thì cái ốp lưng này nó lại khá là dễ chảy nha. Còn đây là sợi cáp và đặc biệt tích hợp sẵn công nghệ VOC 3.0. Và nếu anh em dùng một cái sợi cáp Type-C khác thì sẽ không có hiệu quả sạc nhanh nha. Cái loại này là độc quyền của Oppo. Sợi cáp này thì rất là chất lượng, to và chắc chắn, dài khoảng 1 mét. Trong này thì chúng ta cũng sẽ có tiếp theo là một cục sạc VOOC có nguồn ra tối đa là 20W. Đi kèm với cáp, máy có hỗ trợ VOOC của Oppo thì mới lên được nguồn đó nha. Chất lượng hoàn thiện thì miễn chê rồi. Còn đây là cây chọc SIM nha. Máy cúp Oppo K3 thì nó sẽ không có bao gồm tai nghe anh em. Ok, mặt sau lưng của chúng ta thì chúng ta sẽ có cụm camera 16 và 2 megapixel kèm đèn flash. Có dòng chữ Oppo ở đây, màu trắng ngà. Mặt lưng thì nó hơi cong dạng 2.5D nha, sẽ giúp cho cái cảm giác cầm nắm rất là thoải mái. Rất là giống con Vespa Smartly. Loa và micro và các cổng kết nối thì được nằm ở phía dưới này. Chúng ta sẽ có jack tai nghe 3.5mm luôn. Bên hông thì chúng ta sẽ có khay SIM Nano, hai SIM Nano nha và phím nguồn. Phía bên trên đỉnh máy thì chúng ta sẽ có một cái camera pop up ở đây. Ngoài ra thì sẽ có một cái micro phụ chống ồn. Còn bên cạnh trái thì chúng ta sẽ có phím tăng giảm âm lượng. Màn hình của máy rất là đẹp nha, màn hình 6.5 inch và Full HD Plus, tấm nền là IPS. Máy chạy giao diện ColorOS 6 nha và trên nền Android 9. Mình rất thích cái màn hình của K3 tại vì là nó cũng giống như Vespa Smartly, là nó không có lỗ này, không có tai thỏ. Nó sẽ cho mình cái cảm giác trải nghiệm tốt nhất. Đây, RAM 6GB, bộ trong 64GB. Và cái dung lượng chống thực tế của nó thì còn khoảng tầm 49GB nha, để cho anh em có thể cài ứng dụng, chụp ảnh, đi video. Thì có hai tính năng mà mình rất là thích trên Oppo K3, đó chính là cảm biến vân tay ở trong màn hình và camera pop-up. Thì bây giờ mình sẽ setup thử vân tay cho anh em xem. Mình cảm giác là cái vân tay của K3 rất là nhanh hơn so với Vespa Smartly rất là nhiều luôn. Nó rất giống Oppo Reno, tốc độ vân tay thì cực kỳ nhạy nha. Và mình cảm thấy là hoàn toàn không có thua kém gì những cái vân tay vật lý nằm ở bên cạnh hông hay là ở bên mặt sau lưng hết á. Anh em có thể thấy là nó sáng nhẹ đây này, mình ấn vô đây, nó sẽ mở. Camera pop-up thì là 16 megapixel nha, với rất là nhiều các chế độ làm đẹp. Còn đây là, anh em có thể thấy này, mở lên này. Theo nhà sản xuất thì là nó sẽ dùng được khoảng 200.000 lần trượt thì nó mới bị hư nha. Máy thì cũng trang bị viên pin lên đến 3.000
765 mAh nha. Nó sẽ giúp mình sử dụng lâu hơn. Ngoài ra thì có sạc nhanh nữa thì rất là tuyệt vời. Camera chính của máy thì có khẩu độ f 1.7 thì chắc chắn là nó sẽ có khả năng chụp đêm cực kỳ tốt nha anh em. Các phím bấm của nó thì có độ nảy rất là tốt. Và các cái phím này thì được làm hơi thụt vào bên trong chút xíu. Nó sẽ tạo cái điểm G, khi mà mình vuốt lên nó sẽ đỡ bị nhầm. Ngoài ra thì máy còn có thể ẩn được các cái thao tác điều hướng nha. Ẩn các phím điều hướng thì nó sẽ sử dụng các cái thao tác cử chỉ như iPhone á. Vậy thì dưới 4 triệu đồng thì K3 liệu có phải là một cái máy mà đáng mua hay không? Thì số lượng hàng này đang rất là ít và model này thì đã ngừng sản xuất rồi. Và anh em có nhu cầu thì nhớ ghé shop để mua sớm nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.